Cháu chào ông bà. Xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Nông TV. Các bác thân mến, buổi chiều nay thì anh em thợ cũng với lại anh em bà con làng xóm cũng lại tiếp tục đến để giúp đổ cái móng nhà. Cũng hiện tại thì một phần thì cũng đang xuống dưới để khuân đá hộc lên để làm cái móng các bác ạ. Đấy thì cũng đã khuân dần lên để sẽ làm cái móng. Còn cái móng thì bởi vì là cái nhà nó to, cái nhà này to đấy thì sẽ đổ dầm thì mới chạy tất cả các cái viên gạch lên trên. Đấy, viên bởi vì là ở đây thì cái nhà nó rộng hơn, nhà này dài hơn, nhà này dài 9 mét các bác ạ. Thì qua chia sẻ các cái thước phim trước thì cũng lại tiếp tục nhận được tiền của các cô, các bác, các ông bà gửi cho bốn mẹ con, em Mương để làm nhà. Thì hôm nay là ngày 25, thì cháu An Nông nhận được tiền của bà Vân ở Hà Nam gửi cho 1,5 triệu. Nên thì bà có dặn cháu An Nông là cho cháu An Nông là 500 đổ xăng đi lại, còn cho bốn mẹ con ở đây là 1,000,000 để vào quỹ xây nhà. Tiếp đó thì cháu An Nông tiếp tục nhận được tiền của bà Thiếu ở Đà Nẵng hay Đồng Nai gì đấy. Bà ghi nội dung chuyển tiền là DN nên là không biết là Đà Nẵng hay là Đồng Nai, là 500.000 để cho bốn mẹ con. Tiếp là cô Dung ở tiếp tục nhận được tiền của cô Dung ở Bắc Ninh gửi cho bốn mẹ con là 300.000 để làm nhà và quỹ làm nhà. Thì cũng xin thay mặt bốn mẹ con xin gửi lời cảm ơn đến bà Vân, bà Thiếu, cô Dung rất là nhiều, cũng đã trao gửi cái tình thương giúp bốn mẹ con. Thì cháu An Nông xin cảm ơn, cháu An Nông xin kính chúc ba cô luôn có nhiều sức khỏe và luôn luôn quan tâm đến các cháu, các hoàn cảnh bất hạnh ở vùng cao. Thì cháu An Nông xin cảm ơn. Như gửi lời cảm ơn bà Vân, bà Thiếu và bà Dung gửi tiền cho làm nhà. Dạ, cháu cảm ơn bà Vân và bà Thiếu và bà Dung gửi tiền cho bốn mẹ con cháu làm nhà. Cháu cảm ơn ba bà, cháu chúc các bà có nhiều sức khỏe ạ. Rồi. Thì cái nhà thì cũng sẽ được làm dần lên. Nếu mà có đủ kinh phí các bác ạ, thì hiện tại thì cũng nói chung là vật liệu thì cũng đã đến gần đủ rồi, gạch thì cũng đã đến gần đủ rồi, cả bột đá, cả đá hộc. Hôm nay thì lấy 6 khối đá hộc nữa. Thì sau đây cháu An Nông xin mời quý ông bà, cô bác và tất cả các anh chị tiếp tục theo dõi video. Ở đây thì thời tiết rất là nóng các bác ạ, thời tiết cực kỳ là nóng luôn. Mấy hôm nay cũng rất là nóng, cũng nóng như này thì cũng rất là sợ là sẽ mưa. Đấy, gạch với lại đá thì khuân từng viên một từ dưới đường lên. Cũng rất là may là anh em hàng xóm thì cũng đến giúp rất là nhiệt tình. Đấy, cháu Tinh đau chân thì vẫn đi vác đá, đi vứt vào móng luôn Tinh. Đấy, cũng phải mặc dù là ít, rất là ít tuổi nhưng mà vẫn phải giúp mẹ. Nhuệ nữa. Đấy. Bây giờ khuân lên cứ vứt vào móng luôn, không phải vứt ở đây nữa.
Sao chỗ đấy nó ra rất là nhiều nước nhỉ? Nó ngấm ở trên kia. À bây giờ hai người đo cái tường này cho đi. Đo cái tường này để nó có bà Hiền Nguyễn có gọi điện cho cháu An Ung là đo cái tường này xem nào từ đây sang bên kia bao nhiêu mét để bà tài trợ cái hàng rào này, cái tường bao này. Xem nào hết bao nhiêu tiền. Cứ bằng cái nhà đi mà. Hơn cái nhà một tí đi. Ra đây từ bên kia à? Cách qua nhà tầm khoảng 1 mét đi. Nữa đi. Ra kia nữa đi. Đấy. Mười mét à? Mười mét rồi. Không đến đây thôi. Qua bao nhiêu mét? 3 mét ở đến đây. Thế là 13 mét à? 13 mét nhân bây giờ là 13 mét xem nào bao nhiêu viên nhỉ? Bao nhiêu viên gạch nhỉ? Gạch đấy là 39 viên, ba không cao chiều dài 13 chia cho 40 xem là bao nhiêu viên. Cắm à? 52 viên. Bao nhiêu viên? Mỗi hàng 52 viên. Từ bây giờ nhân lên thì mới biết. Lên mười mấy nhỉ, tao. Đứng ở đây. 5 hàng, 53, 15. Mười ba đúng không? 13 chia cho 40. 32 mét. À 32 viên. 32 nhân cao 10 viên là 10 viên là một đo chiều cao thế nào? Cao thì nó nãy hình như 14 phân à, phân chiều 18, cao mà. 18 này. Không đến 18 đâu. Gần đấy, 18 phân. 18. 18 à? 18 đấy thì là 10 viên là 1m8 đúng không? Đúng rồi. Nhân 1m8 nhà cao 10 viên đúng không? Nhân 10. 320 viên, cho là 350 đi. 340 viên. 8 là thấp quá chứ không. Để ấy mà. Chắn nước thôi. Mai đào cái này xuống để chắn nước. Làm từng bao riêng để chắn cái nước ở đằng sau nhà này. Hết kèo, có nghĩa kè. Làm kè. Không cho nước nhà trên này chảy xuống đây, bởi vì là trông thấm không? Cái nhà trên này là nó kiểu không lên tường đâu. Nhìn thấy đây không đấy? Có chứ đây này. Là 350 viên tính cả móng nữa, 350 nhân 350 nhân 9 là đi 3.150.000 rồi. Còn xi măng nữa. Xi măng cho tầm khoảng xi măng là tầm khoảng 10 bao nhỉ? 10 bao. 10 bao là đi vào 900 nữa. Cộng 900. Cộng đá hộc. Đá hộc cho là một khối là 500 nữa. Một khối đủ không nhỉ? Cho hai khối đi. Cho hai khối là cho 1.000.000 nữa. Cộng công là cho hai công. Đến 5.600.000. 5.600.000 thì vừa rồi cô Hiền Nguyễn cô có gọi điện cho cháu An Ông là cô ủng hộ cho cái tường bao này đi thì là nó rơi vào 5.600.000. 5.600.000 mới được cái tường bao này.
thì cháu nông sẽ quay cái nước hiện tại đang đào móng xong nó cũng đã chảy về đây rất là nhiều, nó thấm xuống dưới đất xong là chảy về ướt hết cả cái móng ở dưới này rồi. Cháu nông xin phép được giới thiệu với các bác là mùa này là bắt đầu là mùa mật ong rừng rồi các bác. Mùa này mật ong mới là tốt các bác ạ. Mùa này là mùa khô, ở vùng cao là mùa khô, không có mưa nên là mật rất là tốt các bác ạ. Thì cháu nông vừa gom được 10 lít mật ong khoái. Đây là 10 lít mật ong khoái. Nếu mà các bác có nhu cầu mua về các bác hãy thử cho cháu ăn ông nhé. Thử đổ vào cốc nước sẽ không ngọt nước. Các bác để tầm khoảng 2 ngày nó sẽ không tan ở trong nước, nó không ngọt nước các bác ạ. Còn mật ong rừng thì cháu ăn ông cũng có mật ong rừng các bác. Mật ong rừng thì các bác có thể là thử là các bác biết cũng có thể là ngâm nước sẽ là không ngọt ở trong nước các bác ạ. Và mật ong rừng nó nhiều hoa thì mật ong rừng nó sẽ mình khi mà mình ăn vào nó sẽ bị he ở trong cổ họng ấy, là tê tê lưỡi và tê cổ họng rất là nhiều. Đấy mới là mật ong rừng thật các bác ạ. Thì ngoài mật ong thì cháu nông có bán rất là nhiều sản phẩm ở trên cái gian hàng nhỏ của cháu nông. Đầu tiên là cái jacket 1 giờ, đây là dành cho phái nam các bác ạ. Tiếp là cháu nông có cây lá gan, đây là cái trà mát gan các bác, giải độc gan nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cháu nông. Tiếp là có trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nông có táo mèo khô. Tiếp là cháu nông có một cân nấm hương nữa, một cân nấm hương rừng. Tiếp là cháu nông có bán hoa đu đủ đực khô. Và tiếp là có cây thuốc đau xương khớp các bác ạ. Đó, bác nào có nhu cầu dùng thì liên hệ cháu nông. Và có thuốc ngủ nhé, an thần hoạt huyết dưỡng não. Đó, các bác có bác nào mà không ngủ được thì liên hệ cháu nông. Tiếp là có nấm ngọc cẩu. Đây, nấm ngọc cẩu, một người khỏe hai người vui. Tiếp là cháu nông có bán dây thề canh và chè nhâm trần, chè dây, chuối hột rừng và giảo cổ lam 5 lá và 7 lá và cây cỏ máu bổ sau sinh và cây tầm gửi gạo hỗ trợ điều trị hậu sản. Với cái gian hàng nhỏ của cháu nông, nếu mà có cô bác nào, cô chú nào mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ ủng hộ cháu An Nông. Thì cháu An Nông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Cháu An Nông xin cảm ơn. Xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Đây sẽ quay cho các bác xem. Đấy. Nước này, nước nó chảy về đây rồi. Đây, nó thấm từ đây xuống này. Đấy. Đây, ở góc này. Và từ đoạn này sang đến hết bên kia đi thì ở bên trên này là có một hộ dân ở trên thì có một cái ao ở trên và có một cái chuồng lợn ngay ở trên nữa. Thế thì cứ kể cả không mưa thì nước cũng sẽ luôn luôn sẽ chảy xuống như này, thấm xuống như này. Chảy xuống như này rất là nhiều nước, còn mùa mưa thì còn chảy nhiều hơn, mùa mưa là còn cả phân lợn là đều chảy xuống như này hết. Đấy thì cũng báo cáo cô Hiền Nguyễn là như vậy, thì nếu mà cô tài trợ được cái tường bao thì cũng rất là tốt. Đấy, từ đây ra kia là 13 mét. Là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250 đô thì mới đủ cái tường bao. 250 đô thì mới đủ cái tường bao. 200 đâu nhỉ? À, cũng phải hơn 200, tầm 270 đô thì mới đủ cái tường bao. Đấy, mương thì phụ vứa các bác ạ, còn anh em đến giúp thì đi vác đá, vác gạch.
cũng làm thì cũng rất là cực, rất là mệt các bác. Cho bằng nhau chứ. Cho bằng nhau đi. Giờ này nóng nữa thì vác đá trên vai thì hơi nóng đấy nhỉ. Vác đá trên vai nữa là đá nóng nữa. Cũng cháu nông thì cũng rất là muốn là ra tay để giúp, nhưng mà nếu mà cháu nông giúp thì lại không ai cầm máy quay, nên là đành phải cầm máy quay để cho các bác cùng xem. Đấy, ôi rồi khỏe đấy nhỉ, một mình tự nhiên như thế nào. Từ đây xuống dưới đường thì cũng gần thôi, rơi tầm khoảng 30 mét, nhưng mà xe không vào được, đành phải chuyển bằng thủ công, chuyển bằng sức con người. Cũng rất là vất vả các bác. Có vất vả nhưng mà đỡ hơn ở chỗ em Dúa. Ở đây vật liệu thì rẻ hơn nhiều. Đấy, hiện tại là còn hẳn một đống cát, một đống gạch nữa chưa động chạm. Cái này cũng cần phải nhờ đến anh em hàng xóm rất là nhiều thì mới có thể là chuyển được cái số gạch này hết. Đều là các bà lớn tuổi nữa, các bà này thì cũng rơi vào gần 6-70 tuổi rồi, cũng đến giúp bởi vì là làng xóm láng giềng với nhau, người giúp. Hôm nay mình giúp người ta, ngày kia người ta lại giúp mình thôi. Ồ, tháng 2 cũng rất là nóng luôn. Lấy bây giờ phải đo lấy móng hết. Đo lấy vuông hết thì mới đổ vào, không mai là không đập được ra đâu. Rồi này sao không đun nước uống, cứ suốt này đi uống nước lá đấy nhỉ? Ôi, vẫn à. Nóng thế nhỉ?
Vừa rồi thì có cô Hồng Ân có nói là sẽ thuê người để chuyển, thế thì cũng hiện tại là hàng xóm đang đến giúp nên là cứ kệ cho hàng xóm giúp trước đã. Tình mưa bởi hết phèn nhỉ. Để cho bà con giúp trước xong là để xem mấy nữa, nếu mà khi nào mà cần thiết thì mới dùng đến cái việc đấy. Vừa rồi cô Hồng Ân cô có nói với lại cháu Ân Ông là không cho mương làm nhưng mà cũng không ở được các bác ạ. Vì là anh em thợ cũng đến làm, với lại hàng xóm người ta đến làm thì cũng không thể nào mà đứng xem được nên là vẫn tức tắc làm. Đấy. Vẫn phải đào vữa rồi giếc để cho anh em thợ. Tháo cái nón ọc. Mơ cái kia vào, không vào đấy đâu. Kia mai làm cột mà. Không phải đâu. Dầm nó có đến đấy đâu mà đổ dầm vào đấy. Thế thì cứ cho vào đấy cũng được. Để mai đặt dầm vào đấy luôn. Nóng nữa các bác ạ, à, cực kỳ là nóng luôn. Cái này đúng là mặt trời lặn, cực nóng luôn. Đấy, cũng sắp hết 6 khối đá rồi, hiện tại là tầm khoảng hơn 1 khối nữa. Này nếu mà có xe máy thì chắc là đi được nhanh hơn đấy nhỉ. Mưa này thì
Cái đống đá hộc thì chắc là vẫn phải chuyển sang ngày mai, bởi vì là cả buổi chiều nay chắc là cũng không xong. Đó. Hiện tại là còn đây còn đống bột đá nữa này. Đống bột đá 10 khối, chuyển lên chắc chưa được một khối. Đó. Và còn tầm khoảng 1.000 mốt gạch nữa. Qua chuyển lên chắc tầm khoảng 1.000 rồi. Đấy, một đống gạch ở đây. Thật sự là bằng sức con người thì cũng rất là vất vả. Ôi dồi, viên to đấy. Đấy, phải nháo như thế thì nó mới ăn tốt. Ôi dồi ôi, cái đống lợn con. Đuổi ra đi. Mai cho vào, thả vào chỗ ruộng kia đi, không để ở đây mai hỏng hết lợn đấy. Nó chạy vào xi kìa, mai hỏng hết xi đấy, chân đấy. Mai bị ghẻ hết đấy, con lợn này này. Cho nó đi thả vào cái bờ ruộng kia. Không cho nó ra đây, mai nó bị ghẻ hết đấy, con lợn này này, lợn bé này này, lợn bé dính vào xi là bị ghẻ đấy.
Các bác ở đây thì cũng do là thời tiết cũng rất là nóng nên nó không thể nào mà làm liên tục được. Nên là cái móng thì cũng chưa được xong. Có lẽ sẽ ngày mai một ngày nữa thì mới đổ được cái móng. Cũng rất là nóng, thời tiết rất là nắng gắt. Bởi vì là ở chỗ này là không có một bóng cây nào luôn. Đấy, ở trên một cái đồi thì cũng không có một bóng cây nào nên là cũng rất là nóng, không thể làm liên tục được. Thì cái việc cũng sẽ chậm lại. Nếu mà có hôm nào mà dâm thì cũng có thể là sẽ làm liên tục được các bác ạ. Thì cũng rất là cảm ơn các cô các bác cũng đã đồng hành cùng kênh. Thì cũng hy vọng là các cô các bác mỗi người lại tiếp tục hãy rủ lòng thương để giúp đỡ bốn mẹ con để hoàn thiện căn nhà mơ ước bấy lâu nay. Thì bốn mẹ con thì cũng chịu khổ rất là nhiều rồi, bởi vì là người bố để lại. Đấy, thì cũng mong là các bác mỗi người ra tay giúp 50, 100 nghìn để giúp bốn mẹ con, để bốn mẹ con có cuộc sống tốt hơn các bác ạ. Thì cũng góp gió thành bão, thì cũng dần dần cũng sẽ hoàn thiện căn nhà. Thì cũng cái thước phim hôm nay cũng xin được khép ở đây. Cháu ông xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các cái thước phim tiếp theo.